Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Theo đó, thì đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết luận điều tra đã hé lộ nhiều chiêu trò gian dối trong phát hành trái phiếu của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và một số thuộc cấp. Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Thủ đoạn của Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.